ông quân phong ông địa ca quân địa kim o bị quân phong ông quân địa ca làm được lo mở và hai địa kê và phong tư quân địa ra địa ca kim được quân phong ta nhiều mua tầm nặng ca mua tầm nặng ca thì riêng này là phù hợp một ba tầm tay ở đây là đâm trong quân phong đó tay đó là dữ nhân chung quân phong sắc nhận ra tôi chắc chắn địa ca lên đất hay con ông địa ca vì lương chống trả mai nó mở mai trả hay tay chống trả phương ăn lôi mở liền ăn miên lưới tay của ông ban một đọc như ăn ban vui cho con ông hay đồng lại cái phương của những mới là mươi con được làm còn thì chắc đây hay một phương lên của anh với nhỉ là con ăn tay ăn miên mùi riêng đây tay ông ta là con thương ban mùi mới là mươi con được làm kiếm มันเปิดมันแตกคืนอลุนเปิ้ลมันแตกเป็นเลยคงอันนั้นคืออ้อเปิ้ลคนตรงเชื่อใจอ้อคนทําได้แอบอ้อต่อคือคนเดียวให้ตลอดมาทาทูนะให้แต่เป้มวยรุ่นทุกเจ็ดที่คุณพักเราเป้ไหนก้มจังครุฑนะอย่าได้จอมการครุฑนั้นนี่เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่สร้างต้นนี่ต้นยังต้นยังสูงต้นจำเลยอะไรเจ็ดแผงไหนมันเจ็ดรายเออมันที่เป็นมันที่เป็น ตกลายเจ้าจอดอย่างตรงตรึงแล้วก็จะเจ้าคืนเที่ยงเที่ยงแหลกกลับให้ตอนคลายนั้นที่จอดทำแบบนี้ให้จอดทำไปตรึงตามให้ตัวผมกดให้ที่ผมเปิดไม้ผมไปไม้ที่ไหนมาผมพูดแต่สุดดักโจรมาเตรียมผมพูดจับผมพุ่งตรงนี้ที่ไหนแบบนี้พกมาไปตรงนั้นจับพกให้ลามาดอกทวนมา บางวันทุกไงนี่พวกเราเองคือเนี่ยระวังบางบ้านที่ทางไหนให้ช่วยติดกงตกเกี่ยงทางกันรุ่นลานยืนต้นตอนยืนใต้เพลียงจังประองเมียนตรีสอบรองจะพูดยืนเมื่อต้องหาไปต้นจะพูดทางนั้นเดี๋ยวครบนี่ใต้จังพวกยืนยืนทางนี้ยืนจะพูดมาเพลียงจังพุ่งมาพอดได้เมียนมาต้นมวยนึกชวด lại con chồng tôi nữa mà tôi bằng toàn làm lá là ơi đặt làm tôi làm được chào được hay cầm lá ban cầm thép tôi nhóm đang vi ở mà cô đang quên nhắm đang như một cái chuyện quỳ đái việc nghĩa bằng đua tao tên là người thương ơi cũng biết là tốt tên là người kéo mà thân thì cũng đang kéo lại bạn từ hai rồi sang nó một hai đứa hiện tiếp tục tổng ông tiền gia tiền câu tiền thôn một đồ bóng một phê hai lần nha chuột một có còn lần được khuyên đọc phê và lý kì mốc vì chúng ta thấy lần đã kéo áp tú cái tao lớn được ba giá là bốn đi giá châu tâm dân là bốn bạc ta nghĩ kìa vậy ta kiếp rạch cun rạch ở phương một phong đại ban dương nơi cả lãnh nâng rồi đây là ông phong của ông ban phát đo là dưới đại ban phát đo là dạy chất hàng chung mình làm bà sắp chụp tu ghé lúc thử sắp ông cái nào đó tay chưa được cô thầy công sĩ nhưng cô không ông quân khai hỡi cô bao tô mai cũng hiếm chiếm tiếp trong nhà cô toàn thành đi học toàn kia tê bàn tay của ông đại sa cô nữa không tê ấp viên ở bay tê bàn tay của nhà cô cũng tịt tui nhưng bàn chặt nam chạy ấy đâu bàn thu đại lý tức đa lợi ấy cùng rất nhóm tận chương bàn tư của nhà quen đẹp đây hay cho một người một xem lời nước ban cũng sờ bao hơi bàn tay nó chuột làng dương ăn kem thuốc nặng dương ăn kem một co hai tay nó sờ bóc rồi còn dương ăn chuột nó trở lại trở lại chuột làm tay kia nhằng trở lại một phần dương ăn rau lưng kia tế tay kế ban cũng tay dương nó trở lại cả hay dương ban ở kia sờ luôn trong láng về mỗi cái tham thì pro mấy son riêng đi quan trả mỗi của riêng sầm lúa những thằng cô nít nó quân xe từ bên tây từ lắm của bây giờ ngã của phi của cao tay riêng tập cho tới một con thảo những cây quan phải làm việc tổ cái kiểu chung tay phải làm cho cha cho đang nó đi quan trả mỗi cái riêng tổ ở tây ở con tới tây công quy trăm lá ca một ngày qua đi chúng ta gọi gì anh kia nó ở màu anh chị ở đây cụ sắp tây tới chào trong con nhưng mà tây tới chào trong mình chọn chào trong cho mình đẹp chung rồi mình ông cũng có ông cách khác, ông cũng cách khác, ông cũng nghe ở dương chút chút lực lực. Tao sai ra của dương văn, ông sai của dương văn, ông sai của dương văn. Nhi kia bật
con trai mua giặc không tay thì con tôn nhưng không ai bán xanh chỉ không cho mình dọc lan lên tên tê thay nâng cực tha con kiếm thăm đẹp không tại bà ta là tì nụ hay lan trong tha không tệ ấm ấy rồi đặt quê về thôi và hấp lên tay ốc con của ông hấp lên ăn thôi và xin ăn thôi thôi tà hương kéo thường đi tê đặt tay tư tăng bình tê 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 អរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គមានជ័យជំនះយើងក៏មានជ័យជំនះព្រះអង្គជាព្រះរបស់យើងដល់បុកកាយដូច្នេះយើងជួបឧបសគ្គក៏អត់មានបញ្ហាអីចាសសូមអរគុណព្រះអង្គហើយសូមអរគុណដល់អង្គស្រីផៃវិដែលមានការអបអរគុណព្រះអង្គចែកចាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាចា